Anh năm sáu xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Hiện nay là vào khoảng 9:50 giờ tối ở bên Việt Nam, và ngày 22 tháng 1 năm 2019, và trên hình ảnh đó là chỉ cách đây vài giây thì chúng ta thấy được có hàng trăm đồng bào ở Việt Nam đang biểu tình tại Thụy Sĩ để tố cáo tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đang bắt giam rất là nhiều người yêu nước. Và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam này cũng đã vi phạm nhân quyền trầm trọng, nên bị Liên Hiệp Quốc ra bắt phải điều trần về những cái vi phạm nhân quyền mà đã nhiều năm rồi, nhà nước, nhà cầm quyền Cộng sản đã trốn tránh, thì hôm nay Liên Hiệp Quốc bắt buộc phải ra trước cái Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Thụy Sĩ để mà trình bày, giải bày là với những lời tố cáo của mọi người về vấn đề vi phạm nhân quyền. Thì hiện tại chúng ta thấy những hình ảnh của người Việt khắp nơi trên thế giới đổ về Thụy Sĩ để mà phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã hành xử tội ác với dân tộc của mình. Người Việt khắp nơi trên toàn thế giới ấy, thì qua đó thì chúng ta thấy hiện tại đó, chúng ta thấy có ca sĩ Anh Chi đó đó. Mở ra đi bao trái tim tự do.
Là cái công ty này là một cái công ty chuyển phát hàng mà tại sao bây giờ chị gửi sách luật lại không cho gửi? Cháu không rõ nữa, mà trước bên cháu có gửi một số này của cô thì có thấy là bên công an khu vực qua hỏi bên cháu, nên là bên cháu không nhận của cô nữa cô ạ. À, công an khu vực cụ thể là ai? Cháu không rõ cái này, cháu là tức là công an khu vực của công an phường Dương Nội. Cháu đến đây cô ạ, cháu chỉ biết người ta xuất trình. À, thế đây đang nằm ở trên địa bàn phường Dương Nội, thế tại sao cháu làm việc với công an mà cháu lại không rõ là công an nào? Cấp trên báo xuống với cháu là không được nhận nữa chứ cháu không phải là. Thế bây giờ cấp trên của cháu là ai? Cho cô số điện thoại của cô gọi. Dạ anh ấy đang không ở đây này, đang họp. Ừ đang không có ở đây phải có số điện thoại. Cháu cho cô xin số điện thoại. Cho số điện thoại đi để gọi. Không có cái luật lệ nào mà lại không cho gửi sách luật mà không cho gửi sách hiến pháp là như nào? Hàng hóa hợp pháp. Hàng hóa hợp pháp. Đây không phải là vũ khí vật liệu nổ, không phải là cái thứ những cái văn hóa phẩm đồi trụy gì mà bây giờ tại sao bên Viettel lại như nào nhá. Đây là văn phòng ạ. Cháu đang nói chuyện cô rất là gì. Không, gì cô rất là bức xúc với cả cái người sếp của cháu, huy hiểu chưa? Bây giờ cho cô số điện thoại đi để cô gọi khẩn trương. Nếu như cô gửi văn hóa phẩm đồi trụy hay cô gửi sách in lậu, cứ nói nhẹ nhàng luôn là cô gửi sách in lậu. Không gửi là đành. Alo em. Nha, bà con chia sẻ nha. Bà con chia sẻ giúp nha. Tôi đang ở một cái văn phòng của Viettel nha. Đúng rồi ạ. Và hôm trước là chúng tôi đã gửi được một cái đợt hiến pháp cho bà con. Đây tôi đang mang hóa đơn ra để lấy tiền tôi gửi. Mà bây giờ hôm nay tôi gửi tiếp một cái đợt mới đây ạ. Đây ạ. Hì hục viết phong bì đây. Viết phong bì và hóa đơn xong hết rồi đây. Xong rồi bây giờ ra đây bị từ chối đây. Bây giờ cô này, cô nhân viên này cô bảo rằng là sếp của cháu bảo rằng là nó làm việc với cả cảnh sát khu vực. Cảnh sát khu vực bảo là không được chuyển cái sách luật cho bà con nữa. Bà con chia sẻ giúp nha, đây là một cái sự thật nha. Đảng Cộng sản nha đang lãnh đạo đất nước theo kiểu muốn cho dân áp dụng luật rừng thôi. Muốn cho dân ngu đi. Họ đang cuồng quật lên về cái sự khôn lên của dân chúng. Đang ơi đang. Đâu cho số điện thoại khẩn trương. Cháu bảo cháu đọc từ nãy cô không đi ạ. Đâu rồi? Cho số điện thoại đi để đọc để gọi đây. Ức chế không thể chịu được. Đâu cho chị số điện thoại đi. Không chín tám tám à? 0988 bao nhiêu nữa? 387 1 86 Sếp của cháu tên là gì? Ừ anh phụ trách, anh tên là gì? Cô cứ liên hệ thẳng với anh. Cứ liên hệ. Nhưng mà tên là gì để? Tên là Hiền ạ. Tên là Hiền rồi. Vâng, chúng tôi đang thực hiện cuộc gọi với cả anh Hiền. Có số điện thoại đấy ạ. 0988387186. Alo ạ. Vâng, cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của anh Hiền phụ trách bên Viettel ở đây ở khu vực Dương Nội không ạ? Vâng, thế bây giờ tôi là một công dân, tôi là một khách hàng. Tôi đến đây để tôi gửi một cái số sách luật và hiến pháp cho bà con. Thế tại sao bây giờ nhân viên của anh lại từ chối? Nhân viên của anh bảo là anh không cho gửi. Cô ơi, cô thông cảm cái này để cháu hỏi lại chỗ công an phường. Tại vì hôm trước cô gửi thì công an phường có gọi cháu yêu cầu cung cấp các thứ gì. Bây giờ để cháu hỏi lại cho công an phường xem nào đã nhé. Vâng, thế tôi hỏi anh là cái việc làm của tôi có vi phạm pháp luật không mà anh phải chịu cái sự chỉ đạo của công an phường? Dạ, bây giờ bọn cháu làm theo quy định pháp luật, nếu mà công an phường thì cái đầu anh không có tư duy à? Mà anh lại bảo rằng làm theo quy định pháp luật thì tôi có cái gì vi phạm pháp luật không mà anh phải chịu sự chỉ đạo của công an phường? Anh xuống đây anh kiểm tra lại sách cho anh xem nếu sách lậu. Vâng, đề nghị bây giờ nha, anh cho người đến đây kiểm tra toàn bộ những cái gói hàng gửi của tôi xem có cái gì là sách quốc cấm không? Là văn hóa phẩm đồi trụy không? Hay sách in lậu không?
thì cháu gọi công an phường đã. Vâng, nếu không thì gọi hẳn trưởng công an phường, tôi đang đợi ở đây nhá. Công an phường Dương Nội. Công an phường Dương Nội chỉ đạo được cả bên Viettel. Không cho gửi sách luật, mới không cho gửi hiến pháp. Càng làm như thế này thì càng phơi bày cái bộ mặt ra. Để tao gọi thằng Sơn trưởng phường đó. Ừ. Từ từ để em gọi thằng Bình đã. Em gọi thằng Bình. Không để sang chim đã. Tao gọi thằng Sơn. Ở trên mặt tủ của Việt Nam chu kỳ 3 theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR của Liên Hợp Quốc. Việt Nam xem đây không phải chỉ là thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Mà còn là dịp để thể hiện chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam về việc nghiêm túc, tích cực bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, giới thiệu những kết quả đạt được, trao đổi với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế khác.
Đoàn Việt Nam tại phiên họp này có các quý vị đại diện của nhiều bộ ngành chính phủ. La délégation vietnamienne est aujourd'hui très inclusive et comprend des représentants de ministères, d'organismes du gouvernement, như là các bộ, các ngành, các tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao. Báo cáo quốc gia của Việt Nam được xây dựng một cách toàn diện, minh bạch với sự đóng góp rộng rãi của các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, giới nghiên cứu và người dân phản ánh đầy đủ các chủ trương, chính sách, nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong việc thúc đẩy bảo vệ quyền con người thông qua việc thực hiện các khuyến nghị của Việt Nam. Chúng tôi tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các giới trong Việt Nam cũng như các tổ chức quốc tế. Thưa Ngài Chủ tịch, chính sách nhất quán của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người có nguồn cội sâu xa từ lịch sử nghìn năm của dân tộc. Chúng tôi luôn mong muốn
sống trong hòa bình, tự do. Tuy nhiên, chúng tôi luôn luôn phải chịu những khó khăn trong việc theo đuổi những kết quả này. Việt Nam, trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, đánh dấu ngày dân tộc Việt Nam giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt cho nhà nước Việt Nam long trọng khẳng định quyền độc lập của dân tộc Việt Nam và quyền cơ bản khác của nhân dân Việt Nam. Thưa Ngài Chủ tịch, những kết quả bảo vệ và thúc đẩy quyền con người Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có việc thực hiện các khuyến nghị mà Việt Nam đã tiếp nhận tại phiên đối thoại chu kỳ 2 UPR tại Hội đồng Nhân quyền năm 2014 là sự kế thừa của những nỗ lực to lớn của nhà nước nhân dân Việt Nam kể từ ngày độc lập và một phần trong quá trình đổi mới toàn diện hội nhập của quốc tế, đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đặt con người ở vị trí trung tâm, vừa là động lực,
vừa là mục tiêu của toàn bộ sự nghiệp phát triển. Việt Nam đã thực hiện 175 trong số 182 khuyến nghị chấp thuận tại UPR chu kỳ 2. Chiếm 96,2%. Bảy khuyến nghị vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Liên quan đến thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia, xem xét quy chế Rome về tòa án hình sự quốc tế và quá trình nghiên cứu cho thấy bảy khuyến nghị này cần thêm thời gian nhằm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả. Kết quả thực hiện các khuyến nghị Việt Nam và Việt Nam tiếp nhận tại phiên đối thoại của chu kỳ 2 được tổng hợp trong báo cáo quốc gia, được thể hiện chi tiết trong phụ lục kèm theo. Với ưu tiên cao nhất là tăng cường nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế, chính sách nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền tự do cơ bản của người dân. Từ báo cáo tại chu kỳ 2 năm 2014 đến năm 2018, Việt Nam đã bổ sung, sửa đổi, ban hành mới 96 văn bản luật pháp liên quan tới con người, quyền con người. Nhiều luật mới lần đầu tiên được ban hành, như luật tín ngưỡng tôn giáo, luật tiếp cận thông tin, luật trưng cầu dân ý, luật trẻ em. Quá trình xây dựng các văn bản luật luôn có sự tham vấn, ý kiến của các tổ chức xã hội, nhân dân, được đăng tải công khai. Và được Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng, tiếp thu ý kiến của người dân.
quyền bình đẳng trước pháp luật đã được quy định cụ thể, rõ ràng hơn. Trong các văn bản pháp luật và được đảm bảo trong thực tiễn tốt hơn. Đặc biệt là luật trợ giúp pháp lý năm 2017 đảm bảo quyền tiếp cận công lý đầy đủ cho tất cả mọi người dân, nhất là các nhóm yếu thế. Kể từ năm 2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện trợ giúp pháp lý cho gần 500.000 vụ việc, tham gia tố tụng hơn 55.000 vụ việc. Là một quốc gia đa tôn giáo, đa tín ngưỡng, Việt Nam tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời nghiêm cấm mọi hình thức kỳ thị. Phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo. Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 tạo thêm thuận lợi cho hoạt động tôn giáo
cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động của tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục, từ thiện, giao lưu, hợp tác quốc tế. Các tôn giáo lớn đến Việt Nam từ bên ngoài hay các tôn giáo nội sinh, tín ngưỡng truyền thống phát triển hòa hợp và đan xen với hàng nghìn hoạt động lễ hội tôn giáo tín ngưỡng diễn ra hàng năm, tạo nên một bức tranh đa dạng, sinh động và giàu bản sắc trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế lớn cũng được tổ chức ở Việt Nam như các đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014 và Vesak 2019 500 năm cải chánh đạo tin lành 2017, thu hút sự tham gia của hàng ngàn chức sắc và hàng vạn tín đồ tôn giáo trong nước và quốc tế. Quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ, quyền tiếp cận thông tin được đảm bảo tốt hơn với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, Internet và mạng xã hội. Việt Nam hiện có gần 900 cơ quan báo chí, 18.000 nhà báo được cấp thẻ và khoảng 5.000. Phóng viên, 60 nhà xuất bản
với tốc độ tăng bình quân số lượng xuất bản phẩm hàng năm là 5-10%. Đài Tiếng Nói Việt Nam phủ sóng 97,5% diện tích lãnh thổ. Việt Nam đã trở thành một nước có tốc độ phát triển Internet cao nhất trên thế giới vào năm 2017. Số lượng người dùng Internet ở Việt Nam là 50 triệu người, chiếm 54% dân số, so với con số 30,8 triệu người năm 2013, và thường đứng vào số nước dẫn đầu trên thế giới. Số tài khoản Facebook đang hoạt động là khoảng 58 triệu, đứng thứ 7 trên thế giới.